Dạ chào chị Ly. Hôm nay chị em mình cùng với nhau tìm hiểu về lịch sử văn hóa của vùng đất Nam Bộ, của Sài Gòn xưa em ha. Hôm nay chị em mình đang đứng đây là đình Bình Trị Đông. Em biết không, là hình ảnh cây đa bến nước Sương Đình luôn luôn là hình ảnh mà quen thuộc của làng quê Việt Nam. Nhưng mà trong quá trình khẩn hoang Nam Bộ, đình thần ở Nam Bộ là sẽ được xây dựng ở trên một gò đất cao hay là xây dựng ở trên giữa lòng phố thị, đình Bình Trị Đông vẫn là nơi lưu trữ các giá trị văn hóa lịch sử của một vùng đất và lan tỏa tất cả các giá trị cộng đồng. Tại sao như vậy? Tại vì ở một cái đình làng hay là đình thần thì là nơi tụ họp, sinh hoạt cộng đồng, ca múa, văn nghệ, vân vân. Vì vậy nên là nơi đây luôn luôn là một nơi thân thương của người dân Nam Bộ. Theo dòng lịch sử, địa danh Bình Trị Đông xuất hiện vào nửa đầu thế kỷ 19. Theo lời kể của Hội Hương Đình, thì đình Bình Trị Đông đã được ông bà ta xây dựng từ rất lâu đời. Kiến trúc của đình theo kiểu kiến trúc dân gian tứ trụ. Bốn cây cột được gọi là tứ trụ hay tứ tượng, nóc nhô cao ngắn so với chiều dài của dìm mái. Có bốn mái trải rộng ra bốn phía. Đây cũng là một trong những kiểu kiến trúc điển hình của ngôi đình làng Nam Bộ. Nội thất chính điện bài trí đăng đối nhau theo trục dọc. Trang thờ thần, bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bàn thờ Tả Bang, Hữu Bang được thiết kế dạng khối vật cấp. Sát bên hai vách tường đặt hai tượng thần mã. Trải qua hơn trăm năm, đình Bình Trị Đông không chỉ là một cơ sở tín ngưỡng dân gian mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu của ngôi đình làng Nam Bộ. Hàng năm vào dịp lễ Kỳ Yên, cư dân địa phương và bà con thập phương lại đổ về thắp hương dâng lễ vật lên thần, tưởng nhớ các bậc tiền hiền đã có công khai phá lập thôn làng, thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chị Ly ơi, thật là bất ngờ và ngạc nhiên khi mà giữa một đô thị phát triển như quận Bình Tân, một ngôi đình mang hơi hướng cổ kính và kiến trúc như Bình Trị Đông. Ồ đúng rồi em, đặc biệt là cái ngôi đình gần 200 năm tuổi này đã được vua Tự Đức sắc phong vào ngày 29 tháng 11 năm 1852. Và ở đình Bình Trị Đông này em vẫn còn lưu giữ cái bản sắc phong của vua Tự Đức. Và vào ngày 14 tháng 2 âm lịch hàng năm và lễ hội Kỳ Yên của đình thì họ sẽ rước sắc phong này đi xuống và cho công chúng thưởng lãm. Đình cũng còn lưu trữ rất là nhiều cái hiện vật cổ xưa. Và em biết không, vào năm 2020 thì thành phố đã cấp bằng di tích kiến trúc nghệ thuật cho đình. Xin chào các bạn, hiện tại Chí Khoa đang có mặt tại đình Tân Khai. Nơi đây vừa là nơi để thờ tự thể hiện về văn hóa tâm linh tín ngưỡng, cũng là di tích lịch sử cách mạng. Và đình Tân Khai đã được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố. Đình Tân Khai xưa được làm bằng cổ thốt, có nhiều bàn thờ, hoành phi, điện đối. Đình có 4 nóc, võ ca, tiền điện, chính điện và hậu sở. Bên trái đình có miếu ngũ hành. Trong sân đình có nhiều cây to lâu năm, nhất là cây bồ đề, thân to nhiều người ôm không hết. Đình đã được đại trùng tu vào năm 1976, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính giữa lòng phố thị. Theo các cụ cao niên sinh ra và lớn lên tại làng Tân Khai, nay là phường Bình Trị Đông kể lại, ngôi đình đã có trước khi các cụ chào đời. Khi lớn lên, các cụ đã chứng kiến sự hiện diện của ngôi đình. Không chỉ là nơi thờ tự, đình Tân Khai còn là điểm tựa, là cơ sở cách mạng. Chính vì thế, năm 1948, thực dân Pháp đã mở cuộc càn quét đốt đình Tân Khai. Các kiến trúc của đình gồm võ ca,
tiền điện, chính điện, hậu sở cùng các di vật cổ vật đã bị tiêu hủy. Đối với người dân địa phương ở đây á, thì đình thần Tân Khai có một cái giá trị lịch sử, giá trị về tinh thần rất lớn phải không ạ? Hồi thành điện phong là năm 1945 mấy ông hội họp ở đây, bởi sao này nó đốt cái đình. Nghĩa là ngoài việc là nơi là tâm linh, còn nơi đây còn là nơi căn cứ cách mạng phải không ạ? Đúng rồi, pháp nó đốt, mà đó cột cây nó canh nguyên một ngày, cái trái mới hết bữa đó. Hồi xưa cây mà cây tốt không đó, nó cho một trung đội gác ở đây, không có cho ai ló đầu lên đây, dân không dám lợi. Điểm dừng chân trong hành trình hôm nay, không mời các bạn cùng đến thăm ngôi chùa Long Thạnh. Đây là ngôi chùa được xây dựng vào năm 1740. Bước vào không gian thanh tịnh này, các bạn sẽ thoải mái về tinh thần và tràn đầy năng lượng để làm việc hơn. Năm 1740, Hòa Thượng Trí Tâm, Huý Tổ Đạt khi theo dòng nước lớn hướng về Tây Nam, đến một vùng đồng rộng lớn, giữa có gò cao, xung quanh là cánh đồng, có con sông bao quanh, với những cánh rừng xanh tốt. Người đã chọn đất này xây dựng một ngôi chùa đặt tên là Long Thạnh Tự, với mục đích tu hành phổ độ cư dân mới lập nghiệp và mong ước sau này đạo mạch sẽ hưng thịnh. Chùa Long Thạnh đã có đóng góp tích cực trong phong trào chấn hưng Phật giáo những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Không những thế, chùa là cơ sở cách mạng vững chắc xuyên suốt qua hai thời kỳ chống Pháp và Mỹ. Vì thế, chùa Long Thạnh không chỉ là nơi hành hương của Phật tử mà còn là điểm tham quan giáo dục truyền thống cách mạng và sinh hoạt văn hóa phục vụ cộng đồng cư dân địa phương. Chùa Long Thạnh còn là nơi lưu giữ, bảo tồn nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Trong đó phải kể đến Đại Hồng Chung, Chuông Đồng, tượng Phật Trung Tôn bằng đồng đã hơn 200 năm tuổi. Với những giá trị tiêu biểu đó, hiện nay chùa Long Thạnh đang là di tích lịch sử cấp thành phố. Giữa lòng quận Bình Tân hiện đại và phát triển vẫn còn những di tích cổ kính mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống. Đây chắc chắn sẽ là những địa chỉ mà các bạn nên đến tham quan và chiêm ngưỡng khi có dịp ghé đến quận Bình Tân.